Thưa quý thính giả, cho tới nay quý vị đã theo dõi 4 bài của loạt bài Trại giam Cổng Trời. Quý vị đã nghe nhiều chi tiết về những vụ bắt giữ các tù nhân cũng như hoàn cảnh của họ khi bị bắt. Trong bài thứ 5 này, Mạc Lâm xin gửi đến quý vị những lời kể của nhân chứng về nỗi khổ đau, giành giật sự sống cũng như chống lại cái lạnh, cái đói cùng mọi thứ mà địa ngục trần gian cổng trời ban phát cho họ như thế nào. Người tù tại cổng trời luôn nghĩ rằng mình sẽ chết, không biết ngày nào thôi, nhưng niềm tin vào cái ngày cuối cùng ấy cứ đông đưa trong trí tưởng của hầu hết những người tù tại đây. Họ không còn hy vọng, không còn lo âu cho ngày ra trại, và thậm chí không hề nghĩ rằng mình có thể sống sót để ra khỏi nơi này trong một ngày đẹp trời nào đó. Người tù trại cổng trời họ tận dụng hết mọi khả năng sinh tồn trong một cộng đồng nhỏ bé, thiếu thốn mọi thứ nhưng lại dư dật hình phạt từ con người lẫn thiên nhiên. Những trang sách trong tác phẩm Quần đảo ngục tù của Alexander Solzhenitsyn diễn tả cái lạnh giá mà người tù nước Nga phải chịu đựng suốt mùa đông đã đánh động con tim nhân loại bao nhiêu, thì khi nghe người tù trại giam cổng trời kể lại chính bản thân họ chịu đựng cái lạnh giá của đất trời Hà Giang sẽ khiến người nghe chạnh lòng đến rơi lệ bấy nhiêu. Trại giam nằm trên độ cao hơn 2.000 mét và độ lạnh của nó luôn luôn ở 0 độ. Linh mục Nguyễn Hữu Lễ kể lại những ngày khốn đốn vì lạnh giá tại đó như sau. Ở trên đó đó, chúng tôi thường xuyên, tôi lên đó đúng vào cái đêm Giáng sinh, đúng là ngày là 26 tháng 12 năm 1977. Và cái nhiệt độ lúc đó lúc nào cũng ở độ âm, tức là ở dưới 0 độ. Mà trong tình cảnh đó, con người ta chỉ được mang lên đó một chăn, một chiếu, một cái bộ quần áo, thì tưởng tượng cái sự mà hành hạ của cái thiên nhiên đối con người thế nào. Lúc đó tôi xung vào cái đội đóng quan tài, tức là tôi không biết nghề nghiệp gì cả, cho nên người ta mới đưa tôi vào cái đội đóng quan tài, tức là những cái ván bìa của đám thợ cưa xẻ nó thải ra đó, rồi ghép lại 4-5 miếng với nhau và đóng lại, đóng đinh lại để chôn những người tù đó. Có nhiều ngày chúng tôi làm bỡ hơi tay mà không kịp cung cấp cho trại, là bởi vì anh biết á, mỗi ngày nó có thể chết từ 5 người, 3 người, 6 người, nhất là những cái mùa mà cái mùa đông nặng nề đó, thì nó chết một ngày 5-7 người là chuyện rất là bình thường. Và những cái tù nhân chỉ còn có cái da và cái xương mà thôi. Tôi tin chắc rằng đó là tất cả các linh mục miền Nam chúng tôi biểu đến đó đó, nhất là những một già mà nổi tiếng, mà chắc là khi tôi nhắc lên đây một vài người nghe cũng đã từng biết tên đó, ví dụ như là những cha tổng giám đốc Quý Công giáo hồi xưa, ví dụ như là cha Đinh Cao Thuấn, và cha đương kim giám đốc nhà Quý Công giáo là cha Cao Đức Thuận. Và những cha già đó đó cũng có mặt với chúng tôi trong cái trại đó, và họ còn là những gia xương thôi. Thành ra nói chung là từ thiên nhiên đến con người, tất cả đều đứng phía nghịch với chúng tôi. Thiên nhiên bị cáo buộc đã quá khắc nghiệt, nhưng không thể trả lời tại sao lại tiếp tay hành hạ người tù như vậy. Câu trách cứ não lòng này sẽ không bao giờ người tù nhận được từ sự giải thích của bà mẹ trái đất. Cái lạnh đưa người tù vào chỗ chết, cái đói thì đẩy họ vào địa ngục trần gian. Chỉ có địa ngục mới có hình ảnh đói khủng khiếp đến như vậy. Người tù đói thâm niên, đói mà không biết mình đói, vì bao tử đã quen với cái thiếu thốn cùng cực. Cái gì họ cũng có thể ăn được, nhưng nào phải dễ kiếm để mà ăn. 4 bức tường ngăn họ với bên ngoài, mà đâu phải là nhà dân, chỉ có rừng núi u ám kéo dài và sương mù buốt giá quanh năm. Bữa ăn của người tù trong các trại giam toàn miền Bắc đã ít, nhưng so với trại giam cổng trời thì nơi đây là càng ít hơn. Đường xa dịu vợi làm cán bộ rất ngại xuống núi. Linh mục Nguyên Thanh kể lại chuyện ăn uống trong trại. Ăn thì chỉ có quay mì, tức là sắn, và những cái loại sắn mà đã chạy chỉ vàng, tức là nó đã chảy mủ ra rồi, và ăn rất độc. Bằng chứng là linh mục Nguyễn Hữu Lễ trong một buổi chiều hôm đó thì cả một cái phòng có nhiều tù nhân đó ăn cái một bữa khoai mì đó thì tất cả đều ói mửa và giống như bị ngất xỉu, là bởi vì ăn phải khoai mì và độc quá. Thì chúng tôi toàn bị được ăn khoai mì với lại nước muối mà thôi. Chưa hết, nếu nghe người tù Trần Quốc Định, tác giả tập truyện Thép Đen nổi tiếng, kể về cái đói đã làm cho người tù đau khổ như thế nào, thì lương tâm con người không thể không thức dậy. Chúng tôi đói nghĩa là đói, có thể nói hàng thân, tại thân người mà đi phải đi rửa hàng đi mà ăn đói quá mà. Là vì nó ăn hạt bo bo của Ấn Độ, nó đưa về cho ăn, bộ đội nó còn đói cơ mà. Vì nó cho ăn thì tôi lúc đó còn đang là chàng thanh niên mà ăn cũng còn cắn nhai, nó còn nhũng nhặng. Thế là những ông bắt đầu 60, 65 tuổi đang móm mém, ăn thì chỉ được ngay ký bao nhiêu thì được một nửa. Còn một nửa thì ngọn nguyên xin nó vào xong nó đi ra.
mà phân thì lại không có mắm muối, không có cá tôm gì cả, không có cái thịt cung gì cả, cho nên không có hôi thối. Do đó bây giờ các người đói quá thì sau khi người ta đi ở các nhà đi ở thì nó vào thùng phân nó xúc cái đó, nó đưa ra ngoài đồng, những cái quán được ra ngoài đồng đó, nó xuống suối nó rửa đi, nó cho nó hầm lại để nó ăn lại cái đó. Đấy là cụ thể tôi đã nhìn thấy đói khổ như thế. Thì trên cái quán của chúng tôi bị tích là không được ra ngoài nằm đồng đâu, không được bắt con ngoé con nhớt gì đâu, nó không có rau, nó thấy cái bất cứ cây phải lại bất cứ cái gì thế có cái cây là nó vặt ra ăn rồi. Cái đói làm cho con người mất nhân tính, nó kinh khủng hơn cái lạnh một bậc, vì khi lạnh người ta có khuynh hướng ngồi lại với nhau để tìm hơi ấm, còn khi đói con người trở thành thú dữ, và khi đã đói thì bao tử gầm rú đòi ăn khiến trí óc không còn minh mẫn. Đã có bao nhiêu tù nhân trong các trại giam cộng sản đánh mất cả lương tâm chỉ vì một mẩu bánh, một cọng rau. Người cộng sản đầy kinh nghiệm biến tù nhân thành thú dữ qua việc kiểm soát bao tử của họ. Người tù Nguyễn Chí Thiện kể lại cái đói chung của tất cả các trại giam miền Bắc. Ông nói: ăn thì ăn đói, ăn không có cái gì cả, đói như điên như cuồng, đói là hóa điên. Ai mà đã trải qua cái đói rồi thì mới thấy nó khủng khiếp. Có những thanh niên nó không chịu được đói, nó đập đầu vào tường để nó tự tử. Có thằng tìm được cái mảnh chai cắt ven để cho máu chảy ra chết. Tôi chứng kiến nhiều trường hợp như thế, nó đói một cách kinh khủng. Người tù trại giam cổng trời đói trơ sương nhưng không được thăm nuôi từ thân nhân của mình. Chính sách cách ly tuyệt đối người tù với bên ngoài đã làm cho bộ mặt cổng trời càng thêm rùng rợn. Không ai biết việc gì xảy ra bên trong, và người bên trong cũng không thể hay biết điều gì xảy ra bên ngoài. Cả thế giới như ngưng lại trong trí nhớ người tù cổng trời. Họ chịu đựng âm thầm và kiên tâm đến kỳ lạ. Mọi thứ thực phẩm nhỏ bé nhất cũng bị kiểm soát gắt gao, đến nỗi ông Nguyễn Hữu Đan, một cán bộ phụ trách ngày lễ tuyên ngôn độc lập cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, bị bắt trong vụ nhân văn giai phẩm. Trả lời phỏng vấn của nhà báo người Đức Heinz Schwitter cho biết: án bao nhiêu năm chẳng quan trọng, chẳng đáng kể. Không một mối liên hệ với bên ngoài, không thư từ, không thăm nom, không tiền hay quà, hay lương thực gửi tới. Không, anh không nhận được chút gì của bạn bè hay gia đình. Anh không có quyền nhận thăm nom, không tiếp xúc với bên ngoài. Anh chỉ sống chuyên giữa các anh với nhau, những người tù, những tù nhân chính trị. Thế giới của anh, nhân loại đối với anh là 200 người tù. Không có những người đồng tổ quốc, đồng công dân. Với anh không có gì hết. Chỉ có 200 người đồng ngục cùng một số phận. Kiều Duy Vĩnh, người sống sót cùng với Nguyễn Hữu Đan, trong khi 70 bạn tù tại trại cổng trời đều đã bỏ mình tại đây, ông may mắn có được một người mẹ, vừa liều lĩnh, vừa thông minh và đầy kiên nhẫn. Bà đã lặn lội xuôi ngược không biết bao nhiêu ngày tháng để tìm cho được nơi giam giữ con trai mình. Bà đối diện thẳng với công an trại giam các cấp, hỏi và buộc họ phải trả lời con trai bà bị họ nhốt ở đâu. Cuối cùng thì bà tội nguyện, biết chỗ của con, nhưng không tài nào thăm được. Ông Vĩnh viết: mẹ tôi đến Bộ Công an được Phó Trần Bình Trạm hỏi về anh con bị tù, gác cửa không cho vào, nhưng từ nhà tôi ở chợ Hôm ra hồ Thiền Quang chưa đến 1 km, nên hầu như liên tục khi nào mẹ tôi đi đâu là mẹ tôi lại tạt vào Bộ Công an quấy rầy họ, đến nỗi người thường trực cứ trông thấy mẹ tôi là tránh mặt không tiếp. Mẹ tôi cứ đến hỏi, hỏi mãi, giết rồi họ phải trả lời, nhưng cũng mất hơn 3 năm họ mới cho mẹ tôi cái địa chỉ trại tù cổng trời. Công trường 75A Hà Nội. Mẹ tôi lại hỏi tiếp, thế cái công trường này nó ở chỗ nào ở cái đất Hà Nội này? Họ bảo họ không biết. Mẹ tôi đời nào chịu. Và cuối cùng họ phải trả lời là tôi đang ở nhà tù cổng trời ở Hà Giang. Thế là mẹ tôi đi Hà Giang tìm nhà tù đang nhốt tôi. Đi với 2 bàn tay trắng, không có mảnh giấy phép đi tiếp tế cho tù. Vất vả như thế nhưng công an không cho bà lên cổng trời. Thế là bà cụ đành quay trở lại. Còn gì bi đát hơn khi nhận được thư mẹ nhưng không biết số phận mình sẽ bị định đoạt như thế nào, ngày về quá xa, và thiếu thốn hàng ngày lại nằm sát bên hành hạ. So với Kiều Duy Vĩnh thì người tù Lưu Nam còn bi thảm hơn, ông không bao giờ được gặp mặt gia đình cho tới khi chết, mặc dù con cái hết lòng tìm kiếm. Con trai ông là ông Lưu Đức Tâm kể. Ông bố ở tại Tam Quyết Tiến ở Hà Giang, cổng trời, ở trại giam cổng trời ấy. Trong cái 10 năm đó, gia đình không có tin tức, thoạt đầu là không có tin tức, tức là không được tin tức gì thì mình dẫu biết cũng không thể đi thăm được. Cho đến năm 1961, được nhận một cái bức thư của ông cụ gửi về, và biết rằng là ở là cái trại đó. Lúc bây giờ thì gia đình cũng không có điều kiện để đi thăm được, bởi vì mẹ ở nhà cũng ốm đau bệnh tật.
thành con cái thì nó còn nhỏ, thành không đi thăm được, không có điều kiện đi thăm được, cho nên có gửi lên cho ông bố một ít quà qua cái địa chỉ đó, gửi bằng con đường bưu điện, còn còn không biết có nhận được hay không thì cũng không biết. Rồi sau đến năm 1962 thì ông cụ mất, gia đình không hề được báo tin là chết, tức là không có giấy báo tử. Mãi cho đến sau là anh em đi ra ở ngoài Hà Nội á, thì mới hỏi bộ nội vụ thì người ta mới báo rằng là ông đã mất. Ông đã mất thì bây giờ mình phải đi tìm đến cục lao cải để mà xin cái giấy báo tử về. Khi mình xin được cái giấy báo tử, thế thì sau đó là lên đưa mộ của ông về. Hiện nay mộ của ông ở tại quê nhà. Người tù thường được tự cải thiện bữa ăn bằng cách trồng rau hay khoai, nhưng khi thu hoạch thì gặp những điều cười ra nước mắt. Nguyễn Chí Thiện với 27 năm trải dài qua nhiều trại giam của miền Bắc là chứng nhân của biết bao cái chết vì đói. Ông kể lại. Chúng tôi trồng ra không biết bao nhiêu là su hào bắp cạp, cà chua các thứ. Nhưng mà cái đó nó đem ra Yên Bái nó bán, đặt ra Lào Cai với Yên Bái nó bán. Có cái lần nó không bán được thì nó chất hàng mười mấy tấn bắp cải ở nơi đi làm ấy. Mà chúng tôi không được ăn, không có rau ăn. Giám thị ăn nói cái tiêu chuẩn của anh không được ăn như thế thôi. Thế rồi cái đống rau mười mấy tấn đó để lâu nó thối, bao nhiêu công tù đem cái đó ủ phân làm thành phân, thế còn tù không được ăn. Thế mà anh tù nào mà đi qua cái đống rau thối mà vớ trộm một cái ăn thì bắn súng đánh cục cái chết. Chính vì cái chính sách mà nó tiêu diệt con người như thế, cho nên là cái tỷ số chết mà tù miền Bắc trước kia là nhiều lắm, rất nhiều. Cách ly người tù là biện pháp chống lại sự tuyên truyền những hình ảnh đối xử không mấy nhân đạo của trại giam, sẽ rò rỉ ra bên ngoài hữu hiệu nhất. Sự im lặng khép kín này nhiều chục năm qua đã tránh tiếng được cho chính quyền miền Bắc đối với dư luận thế giới. Thế nhưng dư luận trong giới tù nhân và thân nhân của họ thì sao? Cảm ơn quý vị đã theo dõi loạt bài Trại giam cổng trời. Tính cho tới hôm nay, chúng ta đã nghe rất nhiều nhân chứng nói về những ngày lạnh lẽo, gian khổ trong trại giam này. Trong bài tới, những nhân chứng khác sẽ kể lại cuộc sống hàng ngày của họ khi phải đối diện với những sự hành hạ từ cai tù, đầu gấu, và nhất là cái chết rình rập từng giờ.